Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi game Rooster Battle. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu với cái bước là mua Rise ha. Thì mình sẽ thường dùng bằng PooCoin, một trang web PooCoin để swap từ USD hoặc là BNB qua Rise. Thì ngoài ra các bạn có thể dùng nhiều cái trang khác nhau, ví dụ như PancakeSwap cũng được, không sao. Có một cái lưu ý là để tránh scam á, thì các bạn vô trang chủ của game là roosterbattle.net, rồi kéo xuống thì nó sẽ có một cái địa chỉ ở đây. Ok, các bạn bấm copy này. Rồi copy này. Facebook. Đó, và nó sẽ ra cái đồng rise của game ha. Thì cái này với cái số vốn tối thiểu á, mình nghĩ là để cho các bạn mới chơi á, thì các bạn nên mua một cái gói bắt đầu Beginner Starter Pack. Thì cái gói đó có cái giá là 3.000 rise. Thì ở đây mình sẽ mua luôn là 3.000 Rise ha. Với 3.000 Rise các bạn đủ để mua một cái starter pack. Ở đây sẽ có giá là 83,67 USDT. Thì các bạn cứ điền vào đây xong rồi bấm swap là được.